Bài toán dưới đây được sử dụng trong kỳ thi học sinh giỏi tiểu học Trung Quốc năm 1999. Thời lượng làm bài là trong vòng 4 phút. Không chỉ riêng học sinh tiểu học, ngay đến người lớn cũng gặp khó khăn trong việc giải bài toán và không phải ai cũng có thể tìm ra đáp án từ lần giải đầu tiên. Theo đó, ngoài các kỹ năng tính toán, học sinh còn cần vận dụng tư duy logic để tìm ra quy luật của dãy số, từ đó tính ra được phân số tiếp theo. Các bậc phụ huynh có thể cho con làm thử để xem trình độ, cũng như kiến thức, khả năng tư duy của con đang ở mức nào. Dưới đây là cụ thể đề bài và đáp án. Bài toán, tìm số còn thiếu trong dãy số dưới đây, 1/3, 1/2, 5/9, 7/12, 3/5, 11/18. Bài toán trong kỳ thi học sinh giỏi tiểu học Trung Quốc. Đáp án, nhân cả tử và mẫu các phân số 1/2, 3/5 với 3 ta được dãy phân số 1/3, 3/6, 5/9, 7/12, 9/15, 11/18. Từ đó, để ý thấy các số trong dãy số có công thức tổng quát là 251, 3N. Vậy số còn thiếu cần điền là 13/21. Đáp án bài toán. Ngoài cách này, bài toán còn nhiều cách giải khác, nhưng đa phần đáp án đều cho ra kết quả 13/21. Một số phụ huynh sau khi xem bài toán bày tỏ cảm nghĩ, thi toán lớp 5 mà như thi học sinh giỏi lớp 12 vậy. Khó thật đấy. Khi chuyển mẫu số thành dãy bội 3 thì thấy rõ quy luật, tử số là các số lẻ liên tiếp, mẫu số là các số bội 3 liên tiếp. Từ đó lập được công thức chung cần tìm là 13/21, một phụ huynh chia sẻ cách giải của mình. Nếu tìm ra được đáp án 13/21 thì chúc mừng, trình độ toán học cũng như ích của con bạn rất tốt đấy. Con đã có các kỹ năng quan sát, phân tích và liên kết dữ liệu. Bố mẹ hãy thường xuyên cho con làm, tìm hiểu những dạng bài tập này để nâng cao tư duy logic nhé.